Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu với thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay, ngày 9 tháng 8, bao gồm những nội dung như sau. Đầu tiên là triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19. Thì qua 3 đợt triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, kết quả tỉnh đã đạt được là 63.835 người, trong đó có 10.958 người đã tiêm được 2 mũi. Nhằm đạt tiêu chuẩn 95% dân số trên toàn tỉnh sẽ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, thì tỉnh tiếp nhận triển khai chiến dịch tiêm chủng với 1,8 triệu liều và các loại vaccine phòng chống Covid-19 khác nhau từ đây đến cuối năm 2021. Thì nhóm người cần thận trọng nè. Thì tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 4 năm 2021. Đây là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay với mục tiêu là để người dân tiếp cận sớm với vaccine, góp phần phòng chống dịch hiệu quả. Thì trong đợt này, đối tượng ưu tiên là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong đó, người mắc bệnh mãn tính và người trên 65 tuổi thuộc nhóm ưu tiên thứ 9. Thì trước quy định này, nhiều người xôn xao và tỏ ra lo ngại nguy cơ rủi ro đối với người bệnh mãn tính và người trên 65 tuổi. Thì trao đổi về băn khoăn này khi tiêm vaccine nhóm đối tượng này thì Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nguyễn Hữu Định cho biết. Thì theo hướng dẫn tiêm vaccine phòng Covid-19 của Bộ Y tế, người đi tiêm phòng được chia thành 4 nhóm: người đủ điều kiện, người cần thận trọng, đối tượng phải trì hoãn và nhóm chống chỉ định tiêm vaccine phòng Covid-19. Thì người bệnh mãn tính và trên 65 tuổi là nhóm người cần thận trọng tiêm. Các trường hợp này phải khám sàng lọc kỹ, tiêm tại các cơ sở y tế đủ năng lực hồi sức cấp cứu. Ngoài ra, những trường hợp có tiền sử dị ứng với các di nguyên khác, có bệnh nền, bệnh mãn tính, được điều trị ổn định, mất tri giác, năng lực hành vi, có tiền sử là giảm tiểu cầu hay là rối loạn đông máu, có bệnh mãn tính, có phát hiện thấy bất thường về mạch, huyết áp, nhịp thở đều phải xếp vào nhóm cần thận trọng tiêm chủng. Thì Bộ Y tế không ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi tiêm vaccine AstraZeneca, riêng vaccine Moderna tiêm ở người từ 65 tuổi trở lên nếu được tiêm đủ 2 mũi sẽ giúp giảm 86,4% nguy cơ mắc Covid-19 có triệu chứng. Thì vaccine Pfizer được nhà sản xuất chỉ định tiêm cho người trên 12 tuổi, nhưng đến nay Bộ Y tế chỉ định là cho người đủ 18 tuổi trở lên mới được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Thì đối với người cao tuổi thì sau khi tiêm mũi vaccine Pfizer, hiệu quả bảo vệ người trên 70 tuổi đạt 61%, hoàn thành 2 mũi giúp giảm 94,7% nguy cơ mắc Covid-19 có triệu chứng. Và sau đây mình sẽ giới thiệu đến mọi người một số vaccine đang được tiêm chủng cho thị trường Việt Nam. Thì đầu tiên chính là vaccine AstraZeneca, thứ hai là vaccine Spikevax hay còn gọi là vaccine Moderna, và vaccine cuối cùng là vaccine Pfizer BioNTech. Thì vaccine AstraZeneca do tập đoàn AstraZeneca sản xuất và được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 181 quốc gia vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế Thế giới WTO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay thì vaccine này đã được sử dụng tại 119 quốc gia vùng lãnh thổ và có tổng số vaccine đã sử dụng là gần 980 triệu liều. Thì tại Việt Nam, vaccine AstraZeneca được Bộ Y tế cấp phép và phê duyệt với điều kiện nhu cầu cấp bách cho trong phòng chống dịch Covid-19. Thì Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng là hơn 8,7 triệu liều vaccine cho 15 đợt giao hàng. Thì vaccine AstraZeneca được triển khai tiêm chủng tại Việt Nam từ tháng 3 năm 2021. Hiện nay số lượng vaccine AstraZeneca là được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Vaccine tiếp theo chính là vaccine Spikevax hay còn gọi là vaccine Moderna. Thì vaccine Spikevax do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Thì đến nay vaccine này đã được sử dụng tại 63 quốc gia với khoảng là 340 triệu liều. Thì vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt và sử dụng có điều kiện cho nhu cầu cấp bách về phòng chống dịch Covid-19. Thì tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận là khoảng 5 triệu liều vaccine Moderna do chính phủ Mỹ viện trợ. Thì đối với vaccine Moderna thì người đang mắc các bệnh cấp tính, các bệnh nhiễm trùng hay là mãn tính tiến triển, phụ nữ đang mang thai thì được khuyến cáo là tạm hoãn tiêm vaccine Covid-19 Moderna. Và vaccine cuối cùng chính là vaccine của Pfizer BioNTech. Thì vaccine của Pfizer BioNTech là được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Tính đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 97 quốc gia và có khoảng là 850 triệu liều đã được sử dụng. Thì Việt Nam tính đến nay là đã tiếp nhận tổng cộng là hơn 700.000 liều vaccine của Pfizer và đang triển khai tiêm chủng tại Việt Nam. Thì mình cũng thông tin nhanh gọn về một số
vaccine đang có tại thị trường Việt Nam cho mọi người được nắm rõ. Khi mọi người được tiêm thì cái người tiêm vaccine sẽ giới thiệu cho mọi người là mọi người đang chuẩn bị tiêm vaccine gì. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến hết ngày hôm nay ngày 9 tháng 8. Thì theo đó Bến Tre ghi nhận thêm 29 ca mắc mới, bao gồm là Chợ Lách là 1 ca, ở Long Lân, Sơn Định, Châu Thành là 14 ca, bao gồm là Tiên Thủy là 5 ca, Thành Triệu 2 ca, Tiên Long 2 ca, Phú Đức 2 ca, Phú Túc 1 ca, Sơn Hòa 1 ca và Tường Đa là 1 ca. Bình Đại là 6 ca, ở Bình Thới là 3 ca, Bình Thắng là 2 ca, Thới Lai là 1 ca. Thạnh Phú là 4 ca, là bao gồm ở Thới Thạnh 2 ca, An Quy 1 ca, Giao Thạnh 1 ca và Dòng Trơm 1 ca ở Phong Nẵm. Thì ngoài ra là có 1 ca từ Long An về tới chốt cầu Rạch Miễu test nhanh dương tính Covid-19. Và Vĩnh Long là 1 ca liên quan đến công ty CB Đông Lạnh đã được cách ly y tế tại công ty trước đó. Thì Tiền Giang là 1 ca cũng liên quan tới công ty CB Đông Lạnh và đã được cách ly y tế tại công ty trước đó. Thì trong 26 ca phát hiện là đều trong khu cách ly và phong tỏa. Có 3 ca là ngoài tỉnh là cũng đều được cách ly trước khi vào Bến Tre. Thì số ca tử vong trong ngày là thêm 1 ca tại thành phố Bến Tre. Thì nâng tổng số ca tử vong lên 18 ca. Thì tính đến nay là Bến Tre có 1.180 ca và số ca ra viện trong ngày là 29 ca. Tổng số ca ra viện đến bây giờ là 359 ca. Mình cũng xin kết thúc bản tin tối ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.